Chúng ta đều thấy đó là những bức tâm thư đều tạo ra những hiệu ứng từ dư luận xã hội và cứ thể đặt mình vào trong cái hoàn cảnh và điều kiện đó với những bức tâm thư rằng là hãy giúp tôi, hãy cứu tôi thì chắc chắn là rất nhiều người sẽ đồng cảm. Và trong câu chuyện đấy là những cái bức thư mà mang lại hiệu ứng xã hội tốt, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những câu chuyện thị phi từ những bức tâm thư và xuất hiện nhiều nhất chính là ở trong giới nghệ sĩ. Và câu hỏi đặt ra là có một giới hạn nào không cho những bức tâm thư như vậy? Những bức tâm thư chỉ vẻn vẹn đôi dòng, nhưng lại luôn làm tốn giấy mực của báo chí. Một trong những tên tuổi của làng giải trí luôn gây xôn xao dư luận bằng những tâm thư, đó là Đàm Vĩnh Hưng. Từ vụ hôn nhà sư cho tới vụ việc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Tâm thư cạch mặt Thanh Lam, nói Ngọc Đại là con buôn. Nam ca sĩ sở hữu số lượng người hâm mộ khổng lồ, luôn tạo ra những cơn bão thực sự trong dư luận. Và đôi khi, những tâm thư theo kiểu phản pháo, không cần biết ai là ai, của ca sĩ này cũng bị phản tác dụng. Điển hình nhất chính là tâm thư gửi cho người nhạc sĩ đáng tuổi cha chú Nguyễn Ánh Chín với những lời lẽ bất kính, gọi ông là Ngụy Quân Tử. Cái giọng này tự nhiên nó gây một cái dị ứng với tôi lắm. Hay là cái giọng hát đấy nó cũng phản ánh, nó là cái tấm gương phản ánh cái nền học vấn, cái nền một cái tâm hồn như thế. Và mạng xã hội đã không dừng lại ở câu chuyện chia sẻ, giao tiếp, mà đôi khi còn liên quan đến cả luật pháp. Lợi dụng cái việc viết tâm thư đấy để xâm phạm lợi ích của xã hội, ảnh hưởng đến trật tự xã hội thì đấy là vượt quá giới hạn và vi phạm pháp luật. Hiện nay theo quy định của Bộ Luật Hình sự, nếu mà một cái tổ cá nhân nào mà lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo chẳng hạn mà vi phạm cái quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích pháp của công dân thì có thể bị khởi tố về tội hình sự và chịu các cái chế tài như cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tù. Vâng, thưa quý vị, một bức tâm thư thì có thể cho ta thấy rằng là rất rõ tri thức và văn hóa của người gửi. Và thưa anh Phan Anh, theo anh thì người viết ra những bức tâm thư cần phải có ý thức như thế nào về hành vi của mình? Bởi vì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rằng là những bức tâm thư có thể là con dao hai lưỡi. Thực tế thì các cái bức tâm thư đấy, người viết ra đầu tiên phải xác định là mình viết ra với mục đích gì. Và mục đích gì đi chăng nữa thì trước hết tôi luôn luôn đề cao cái việc là tất cả các cái lời văn, tiếng nói trong cái bức tâm thư đó là phải thể hiện được trình độ cũng như là phản ánh được cái ý thức của họ đối với cái việc mục đích mà người ta viết ra. Thứ hai là phải luôn luôn đề cao đến cái tính tôn trọng pháp luật, bởi vì có thể viết có lợi cho mình, thu hút được cái sự quan tâm của độc giả, thu hút được cái sự quan tâm đối với các cái giới nghệ sĩ, thế nhưng mà có thể gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của người khác thì cũng có thể là không ảnh hưởng về mặt pháp lý ngay, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi để phản tác dụng cho chính người viết tâm thư đó. Và thực ra thì tôi nghĩ rằng là một cái ý nữa tôi muốn là nhấn mạnh là chúng ta cũng không nên lạm dụng quá tâm thư, vì hiện nay là thấy cái gì cũng có thể viết được tâm thư. Vâng, đúng, chính xác. Tôi thấy rằng là có nhiều bức tâm thư thì vợ có chồng cặp bồ cũng viết tâm thư, đúng không ạ? Người bán hàng mà gặp phải khách khó tính cũng viết tâm thư, đúng không ạ? Và tôi muốn hỏi anh rằng là chúng ta thì khi mà nghe một câu chuyện nào đó, kể cả là một câu chuyện cá nhân, thì chúng ta chia sẻ, đồng cảm, nhưng mà chúng ta không hiểu được là ẩn ý sâu xa của người viết những cái bức tâm thư, những bức thư ngỏ đó, không hiểu được mục đích chính của họ là gì ẩn đằng sau đó, và chúng ta cũng chắc chắn là cũng không hiểu được rõ hoàn toàn cái câu chuyện sự việc là như thế nào. Và chúng ta mà ủng hộ theo hiệu ứng đám đông thì là vô tình chúng ta đã tiếp tay cho cái xấu. Vậy thì giữa một rừng những cái tâm thư như hiện nay thì là những người đọc bình thường như chúng ta thì chúng ta cần phải có một cái thái độ, một cách ứng xử như thế nào? Tôi cho rằng là hiện nay cái trào lưu viết tâm thư nó rất là nhiều, và xét về góc độ nào đó thì nó như một cái hình thức giải trí, người ta viết ra và những người khác đọc. Có những cái lá thư rất được sự quan tâm, đúng không ạ? Nhưng có rất rất nhiều các lá thư khác thì gần như người ta cũng không quan tâm, người ta không đọc. Vậy thì đóng vai trò mình là người đọc những cái lá thư đó thì trước hết là mình phải chọn lọc thông tin và hãy dành thời gian tìm hiểu về nó nếu như thực sự mình quan tâm. Chúng ta không nên quá dễ dãi đưa ra bình luận, đưa ra chia sẻ, đưa ra cái bấm vào cái nút thích, mặc dù mạng xã hội cho phép chúng ta thao tác cái đấy rất nhanh. Nhưng đôi khi những cái thao tác đó của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác và làm sai đi cái mục đích
của cái bức tâm thư đó. Vâng, hãy là một người đọc, một người dùng Facebook, dùng mạng xã hội có hiểu biết, đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn anh. Và xin được cảm ơn anh Phan Anh vì những chia sẻ rất hữu ích với khán giả của Chào Buổi Tối. Và thưa quý vị, ngày hôm nay hay là ngày mai, quý vị có thể nhìn thấy trên mạng Internet thì những bức tâm thư, và đó có thể là sản phẩm của chính chúng ta. Bởi vì trong thời đại công nghệ, chúng ta hoàn toàn có quyền viết để nêu ra những ý kiến cá nhân, để tâm sự, cầu cứu hay là tỏ thái độ về một vấn đề nào đó, về một cá nhân nào đó. Và người Việt chúng ta thì vốn sống tình cảm, bởi vậy mà những bức tâm thư thì thường sẽ làm chúng ta cảm động. Song hãy luôn tỉnh táo, chọn lọc và xem xét, bởi khi mà tâm thư trở thành một dạng thức truyền thống đặc biệt thì nó không đơn giản dừng ở mục đích kể chuyện, tâm sự. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời lượng của Chào Buổi Tối ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 45 phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.